Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một đôi súp bãi Bát 30 đến từ hãng Tumbo Sao. Cái này hôm trước em giới thiệu nhầm là thương hiệu Mỹ Hoa Giang Vải, thương hiệu của Anh Quốc, nhầm đấy. Các bác thông cảm, nhầm nhọt là sự bình thường trong buôn bán đồ âm thanh, nhưng mà nhầm làm sao mà nó không quá là sai sót nghiêm trọng. Đấy, còn nhầm này, sai sót nghiêm trọng thì... đấy. Ok, đây các bác nhá, đây là Bát 30 từ 22 côn trăm. Bát này là của thương hiệu hãng, các bác biết hãng gì không? Rất nổi tiếng, các bác nhìn cái xương này. Đấy, Bát 30 B và C BNC. Đấy, model là 12 TBX 100 trừ tạp 100, đây là côn 100 100mm và 8 đây là 8 ohm, 12 là 12 inch. Đấy, TBX không biết là cái gì đấy. Đó, dân cổ súp hơi 30 từ 2 côn trăm. Đấy, hiếm lắm loại này. Nói chung là nó hiếm thì cũng tùy người bán. Bên em thì vỡ được cái hàng nào thì em quảng cáo hàng đó thôi. Đây nha, thông số của nó là model là CF12B, power handling là 400W, Evrex 8 ohm và series no đây. Con này 928. Em xem là Serino nó có liền kề không hay lại nạc mất mấy đời nữa này. Đây, con này cũng 928 luôn, liền kề này, à, cùng đời này. Đấy. Không biết có phải in công nghiệp không, lại 10 cái loa seri 928 như nhau nữa thì. Đấy. Tay sách này, thùng về trong tình trạng nó hư xước tí này nhá. Nói chung là thùng nó về nó xước là chuyện bình thường, không tránh được. Rất chất lượng. Đấy. Giá của những chiếc súp này thì em xin phép báo luôn này, giá là 3.9 triệu một chiếc bao ship, được chưa? 3.9 triệu một chiếc, 7.8 triệu một đôi. Đấy, 7.8 triệu một đôi bao ship. Lô này em lấy giá hơi cao nên là bán cũng phải hơi cao thôi, chứ lấy được rẻ thì em cũng bán rẻ, chứ em không có vấn đề gì cả. Bắt 30 tới 2 côn trăm, bao dinh bao xịn cho các bác. Hàng này trên mạng anh em bán nhiều lắm rồi, em cố gắng bán gọi là bằng giá, nhưng mà bán bằng giá thì lãi hơi ít, nhưng mà thôi, chứ bán cao hơn các bác ở trên mạng thì lại ăn dày quá, đúng không ạ? Các bác lại kêu em bán đắt. Thật ra bán này là em chỉ được có mấy trăm nghìn thôi. Cước phí vận chuyển của một chiếc loa này hơi bị nặng đòn luôn các bác ạ. Một chiếc loa này chắc nó phải tầm 300, hơn 300 nghìn gửi bưu điện hoặc gửi về theo post. Còn gửi xe thì chắc được tầm 150-200. Đấy, các bác nào quan tâm đến siêu phẩm này thì liên hệ trực tiếp nha. Dân khủng, khủng bố đại ca đại tàu. 30 từ ngày 2 côn trăm. Qua chất luôn. Đây cái màng của nó đây. Gân 3 gân, vải tắm dầu, xếp 6 này, nắp to này. Con này tiếng nó đánh thì cũng phải gọi là kinh luôn. Đấy, về được một đôi nhá, một đôi duy nhất. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp, các bác đấy này em sẽ đồng hàng và gửi cho các bác, đấu cho các bác cái đoạn dây loa dài 5m. Thế thôi, không tặng nhiều. Tumbo Sao, thương hiệu đến từ West Kingdom, Vương quốc Anh. Xịn nha. Hàng này thì nhiều anh em giới thiệu lắm rồi, em thì giới thiệu qua thôi. Về cái phần test thử chất lượng âm thanh thì em sẽ hẹn các bác trong clip lần sau. Về nói chung là về em phải tháo tung ra, mở ra kiểm tra kỹ càng cho nó chính xác. Thùng của nó tương đối xịn. Thùng này mua ngoài thị trường, thùng này nếu mà đóng mới nha, ngoài thị trường anh em đang mà có gọi là ý định mà đóng mới nha, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi, hơi đắt tiền đấy, không phải rẻ đâu nha. 30 từ 22 côn trăm, rất khủng luôn. Thùng này nếu mà trong trường hợp có thể đóng mới được và bán ngoài thị trường, em tin chắc là kiểu gì thì kiểu cũng phải gần 2 triệu một chiếc vỏ này. Gỗ dán này, thùng gỗ này. Đấy, thùng gỗ dán này, khối lượng khá là to, rất là nặng. Ui, thùng nặng đã 14-15 cân rồi. Cả thùng cả bát thì bát nó vào tầm 12 cân một chiếc, cả thùng nó vào tầm 26, gần 30 cân. Gần 30 cân một cái thùng này. Cái này mà đóng gửi bưu điện cho các bác nó khoảng tầm 30 cân. Cả bia cả xốp, rất là to. Bát 30 từ 2 côn trăm.
này chơi nó mới kinh chứ này. Đây, cái phần lưới AK này các bác xem này, khủng bố đại ca để tổng luôn, rất xịn luôn, quá đẳng cấp, à rất đẳng cấp, quên cái chữ, cứ cho cái chữ quá vào đây, quá là thừa rồi, cái gì quá là nó thừa. Turbo Sảo, một thương hiệu rất nổi tiếng. Đấy. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả. Đấy, hàng này thì em nói thật các bác là quá nhiều người, à rất nhiều người muốn chơi, rất nhiều người muốn chơi. Nó không phải là 40 thì các bác bảo anh đánh 40 nhà to quá, 30 thì các bác bảo yếu, những cái 30 loại này nó đánh mới kinh, 30 loại này 40 vớ vẩn không ăn lại được đâu, ăn được hơi của nó ra kinh lắm, mạnh lắm, căng lắm. Các bác xem này, thùng của nó thiết kế hơi rất là sâu nha, vách thoát đời này sâu tận hơn nửa thùng cơ. Đấy, sâu hơn nửa thùng, sâu đến mép đây. Đấy, cả thùng nó sâu đến đây, quá nửa thùng tí. Đấy, nói chung là từ cái mép này đến giữa đây thì là một nửa của cái thùng, còn tính từ mặt thì nó lại ít hơn tí. Thùng này nó thiết kế một tay xách dưới, một tay xách trên để các bác dễ dàng vận chuyển bê đi bên lại. Thùng về này nó trong cái tình trạng xấu nhìn nhá, các bác nào đấy thì em sẽ sơn xi sạch đẹp, vệ sinh sạch đẹp cho các bác, bao cho các bác là bát zin sống đánh hay luôn. Này nói chung là gã mã xếp mới để cho. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhá. Có gì hay em tiếp tục quay và review với toàn thể các bác những hàng siêu phẩm này, trời không biết chán không.